Phùng Ngọc Huy chính thức xác nhận thời gian đưa con gái La Vi sang Mỹ. Trả lời phóng viên, ca sĩ Phùng Ngọc Huy xác nhận đã hoàn thành mọi thủ tục để đưa con gái La Vi sang Mỹ. Anh đã bắt đầu xin visa và các thủ tục bảo lãnh con gái từ 2 năm trước, nhưng gần đây mới được chính phủ Mỹ chấp nhận. Sau chuyến về thăm Việt Nam lần này, Phùng Ngọc Huy và con gái sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để con làm tiệc tạm biệt bạn bè và người thân. Sau đó hai cha con sẽ lên đường sang Mỹ định cư. Anh cũng đã chuẩn bị nhà cửa và mọi thứ sẵn sàng cho con gái trên đất Mỹ. Nhiều bạn bè cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ bé vì thương trong hoàn cảnh của La Vi. Ca sĩ thừa nhận có nhiều nỗi lo khi một mình chăm con. Vì mình là đàn ông, còn bé lại là con gái đang trong tuổi phát triển, nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau. Phùng Ngọc Huy tâm sự thêm. Sau 8 năm xa Việt Nam, mới đây Phùng Ngọc Huy đã trở về nước. Bé La Vi, con chung của anh và cố nghệ sĩ Mai Phương, được người thân đưa ra tận sân bay để đón bố. Ban đầu khi tiếp xúc, bé ngượng ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy bố. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đăng tải hình ảnh tay mình để dưới tay con gái như một lời khẳng định tình cảm hai cha con sau quãng thời gian cách xa, đặt bàn tay, nắm ngón tay. Nhiều sao Việt như siêu mẫu Xuân Lan, Ốc Thanh Vân, Ngọc Lan cũng đã gửi lời chúc mừng đến hai bố con. Trước đó, Mai Phương, Phùng Ngọc Huy có bé La Vi vào năm 2013. Sau đó họ quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Bước sang năm 2015, nam ca sĩ quyết định sang Mỹ định cư, Mai Phương một mình nuôi con. Năm 2020, Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư. Lúc này Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc bé La Vi. Khi đó do dịch bệnh và cuộc sống nơi xứ người còn khó khăn nên anh chưa thể về nước gặp con gái. Quãng thời gian xa cách, anh vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện cùng con. Phùng Ngọc Huy cũng gửi chi phí về để hai bảo mẫu chăm sóc con. Tại nơi xứ người, anh đã phải nỗ lực làm việc rất nhiều, từ livestream bán hàng, đi hát để trang trải cuộc sống, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để lo cho con sau này. Trước khi về Việt Nam, tôi cảm giác nôn nao lắm nên chắc lên máy bay tôi không ngủ được. Vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh để được gặp con gái và gia đình. Cảm xúc đó tôi không thể diễn tả được. Phùng Ngọc Huy chia sẻ trong buổi gặp gỡ gần đây với danh hài Thúy Nga.